Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh của mình và xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Vâng, kính thưa quý vị, một nhạc sĩ tài năng của đất nước Việt Nam đã ra đi. Vâng, đó là nhạc sĩ Quốc Dũng. Vĩnh biệt nhạc sĩ tài năng Quốc Dũng. Ca sĩ Cẩm Vân, đồng nghiệp thân thiết với nhạc sĩ Quốc Dũng xác nhận với báo tuổi trẻ online, nhạc sĩ Quốc Dũng tác giả của Em đã thấy mùa xuân chưa? và rất nhiều bài hát nổi tiếng khác đã mất ngày 24 tháng 9 ở tuổi 72. Ca sĩ Cẩm Vân nói rằng cô biết lâu nay nhạc sĩ Quốc Dũng, chồng ca sĩ Bảo Yến cũng bệnh nhiều nên sức khỏe yếu. Khi nhận tin tôi rất buồn bởi vì đó là một đồng nghiệp, một người anh, một tài năng của âm nhạc. Tôi cũng đang chờ thông tin có phó để sắp xếp công việc đến để đưa tiền anh Dũng âm nhạc của anh Quốc Dũng rất đa dạng và nhiều màu sắc khác nhau. Đó là về chuyện nhạc. Thứ hai là về tính cách nhạc sĩ Quốc Dũng hiền lành, dễ thương. Nói gì cũng chỉ ngồi cười ca sĩ Cẩm Vân chia sẻ. Vân tôi cũng có nghe rất nhiều người nói anh nhạc sĩ Quốc Dũng rất là dễ thương. Ít có bao giờ làm phật lòng những người đồng nghiệp và thường thì anh lắng nghe và nói chuyện rất là vui vẻ, tính nết thì lại rất là hiền lành cách đây 10 năm. Nhạc sĩ Quốc Dũng bị tai nạn giao thông khi đi xe máy vào đêm 7 tháng 6 năm 2013. Ông được đưa đi vào cấp cứu ở bệnh viện Chợ Rậy, sau đó hồi phục sức khỏe của ông đã yếu đi rất nhiều. Sinh ra tại Thái Lan năm 1951, Quốc Dũng trở về nước năm 3 tuổi, sớm được học âm nhạc bài bản tại Trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn. Nhạc sĩ bộc lộ tài năng khi viết bản nhạc đầu tiên năm 11 tuổi. Ít năm sau, Quốc Dũng đã trình diễn mandolin trên truyền hình trong dàn nhạc Đại Quả Tấu. Dần dần, lực sáng tác của nhạc sĩ mỗi ngày một dồi dào hơn các nhạc phẩm do Quốc Dũng sáng tác, đa dạng thể loại từ nhạc trẻ, nhạc vàng cho tới các ca khúc năm 1954 cho tới 1975 những ca khúc gắn liền với tên tuổi của nhạc sĩ Quốc Dũng như bài ca Tết cho em, điệp khúc mùa xuân, biển mộng, thư tình không gửi, trưa tôi giấc mộng, trái tim tội lỗi, kẻ đau tình, chuyện hợp tan. Không chỉ được biết đến với vai trò là nhạc sĩ, Quốc Dũng còn được biết đến với nhiều vai trò như là người hòa âm mát tay với hơn 5.000 bài làm diễn viên với vài năm chính trong bộ phim Trường Tôi của đạo diễn Lê Dân. Từng là biên tập hòa âm phối khí cho đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, cùng với Nguyễn Trung Cang, Lê Hữu Hà, Quốc Dũng là một trong những nhạc sĩ tiên phong cho phong trào Việt hóa của nhạc trẻ. Bài hát Quốc Dũng dành riêng cho Bảo Yến. Thời điểm những năm 1970, nhạc sĩ Quốc Dũng trở thành gương mặt tiêu biểu cho nhạc trẻ với khả năng sáng tác biểu diễn sử dụng nhiều nhạc cụ truyền thống guitar, dương cầm, bass, keyboard và organ. Nhắc đến Quốc Dũng, người ta sẽ nghĩ ngay đến Bảo Yến, nàng thơ và cũng là người bạn đời của ông. Cả hai kết hôn sau năm 1975, nhiều người cho rằng thành công của Bảo Yến được sự hậu thuẫn rất lớn của chồng với những bạn phối hiệu quả có sức sống rất là lâu dài chúng ta cũng phải công nhận như vậy với các bạn em những nhạc phẩm những bài phối của Bảo Yến rất là hay và đó là nhờ công sức của người đàn ông đứng sau lưng Bảo Yến đó là nhạc sĩ Quốc Dũng ca khúc thể hiện cho sự thành công của cặp đôi Quốc Dũng Bảo Yến phải kể đến bài ca Tết cho em tình khúc về mùa xuân nổi tiếng đến tận đến ngày hôm nay tác phẩm xa đời năm 1982 được xem là món quà đánh dấu cột mốc yêu đương của quốc dũng dành cho nàng thơ của mình đó là nữ ca sĩ bảo yến và phải nói thật sự rằng là cái thập niên mà ở bên đây chúng ta khoảng cỡ 80-90 đấy các bạn cái giọng bảo yến phải nói là riêng biệt thôi các bạn không rất là đặc thù riêng có nhiều người rất là mê giọng hát của bảo yến và cái tuổi thơ của mình của của một thời à, đam mê tiếng hát của Bảo Yến lắm. Nhà nàng ở cạnh nhà tôi ha, à, rồi chuyện ba người này kia nọ vân vân và vân vân. Bài ca Tết cho em là một trong những tình khúc kinh điển về mùa xuân gắn liền với người vợ hiện tại của ông, danh ca Bảo Yến. Ra đời năm 1982, bài hát được Quốc Dũng viết riêng cho Bảo Yến. Trong nhiều lần Bảo Yến tâm sự, dù hát bài ca Tết cho em rất nhiều lần, nhưng lần nào cô cũng đều cảm thấy vui, ấm áp, trong lòng và cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn như lúc trái tim cô xung động trước lời tỏ tình của Quốc Dũng. và bây giờ chúng ta sẽ chia sẻ những bài có liên quan đến Bảo Yến và Quốc Dũng. Bảo Yến và cuộc gặp định mệnh với Quốc Dũng. Danh ca Bảo Yến đã có những chia sẻ thật lòng trong người kể chuyện tình với những bóng hồng trong tình khúc của Quốc Dũng. Nhạc sĩ Quốc dũng Quốc Dũng sinh ra ở đất Thái vào năm 1951. Năm 3 tuổi, ông theo gia đình về Việt Nam. Lên 10 tuổi, gia đình cho ông theo uh, học nhạc tại trường quốc gia âm nhạc ở Sài Gòn. Đây chính là nhân duyên đưa ông đến với âm nhạc và trở thành thân đồng âm nhạc hiếm có của làng Việt thời bấy giờ. Em đã thấy mùa xuân chưa là ca khúc đầu tiên với những câu hát gia dứt nói về tình cảm đầu đời của ông. Được ông viết khi quốc dũng chỉ mới 17 tuổi, nhạc phẩm nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả và góp phần tạo nên tên tuổi của nhạc sĩ quốc dũng sau thành công đó ông viết nhiều ca khúc nổi tiếng khác như mai đường xưa cơn gió thoảng chuyện ba người còn mãi nơi đây điệp khúc mùa xuân thoát ly hoang vắng một người đi với một người một người lặng lẽ bài này phải nói rằng là nó làm cho nhiều người ra rất lắm các bạn à, nói về chuyện tình cảm của thời học trò cũng có và cái thời mà mình đã thôi còn đi học rồi đã ra trải nghiệm với cuộc sống rồi nhưng khi gặp lại người yêu ở trên một con phố cũ, đường bóng với lại những hàng me ánh mắt nhìn nhau nhưng có dám chào đâu tại vì còn có một người bên cạnh nam ca sĩ triệu long đã tái hiện khung cảnh chàng sinh viên với tình yêu trong dấu đầu đời đã vội vã để lại những vết hằn buồn khi người yêu theo gia đình đi biệt xứ. tá bảo khi đưa vũ điệu jazz vào kịch, đây là họ đang nói về um, cái thể hiện lại cái bài hát của quốc dũng đó các bạn. Táo bảo khi đưa các vũ điệu jazz vào kịch Nam Cường toát lên vẻ lãng tử khi khóa thân. Chàng nhạc công tài hoa tỏ tình cùng người đẹp Hà Thúy Anh. Nam Cường còn tự tin thể hiện ca khúc Mai với chất giọng đầy nội lực và sự điêu luyện trong phong cách trình diễn. Đây là một ca khúc được nhạc sĩ Quốc Dũng viết riêng cho ca sĩ Thanh Mai, lấy cảm hứng từ chính vẻ đẹp sắc sảo của cuộc đời của cô. Danh ca Bảo Yến cho biết chồng cô rất là đa tình người nào có tài mà không đa tình đâu các bạn ha có tài thì thường thường nó đi đâu với cái tật nữa cái tật là tật đào hoa <laughs> cô gái nào đẹp chỉ cần nói một câu hơi trữ tình thôi là ông đã về viết nhạc ngay bảo yến cũng đã từng hỏi quốc dũng có phải bài hát này ông viết dành riêng cho ca sĩ thanh mai hay không nhạc sĩ trả lời rằng thanh mai là nhân vật chính ngoài ra còn có thêm ba bốn cô mai khác để thêm và thắt vào trong nhạc phẩm đó. Ngày xưa tôi buồn vì anh ấy yêu nhiều quá, nhưng cuối cùng ngẫm lại, nhờ anh ấy yêu nhiều mới có nhiều tác phẩm hay để lại cho đời, nên tôi rất là thông cảm. Đó là lời nói của nữ ca sĩ Bảo Yến. Cũng trong thời gian này, ông lập gia đình, nhưng chỉ 6 năm sau thì cuộc hôn nhân này tan vỡ, những vết rứt trong tình cảm khiến quốc dũng đau buồn và buông bỏ âm nhạc trong một thời gian dài. Quốc dũng từng nhiều lần nói lời ly biệt với người thương, đồng cảm với nhạc sĩ phú quý và thúy huyền giúp người xem cảm nhận rõ hơn hoài niệm về kỷ niệm buồn đó qua ca khúc đường xưa lối thu xưa. âm cái bài đường xưa và lối thu xưa đó các bạn được ca sĩ phú quý và thúy huyền À, hát và giúp cho người xem để cảm nhận được âm nhạc của Quốc Dũng như thế nào. Hai bài hát được Quốc Dũng viết lên sự rung cảm dành cho những người phụ nữ đã để lại hình bóng của ông trong cuộc đời. Dành ca Bảo yến tiết lộ Quốc Dũng viết đường xưa để nói về người yêu của một người bạn thân khi cô ấy qua đời. Bên cạnh đó, ông còn lấy cảm xúc dựa vào một bóng hồng ở Đà Lạt từng khiến bảo yến phải ghen để viết lên cái ca khúc này. Trải qua hành trình dài trên con đường đi tìm hạnh phúc, cuối cùng nhạc sĩ Quốc Dũng cũng tìm được bình yên lớn trong tình yêu và cuộc đời của mình, đó là danh ca Bảo Yến. Nhìn lại sóng gió của cuộc đời mình, nhạc sĩ đã sáng tác chuyện hợp tan. Theo lời của Bảo Yến, nhạc sĩ Quốc Dũng viết bài hát này cho hai người bạn trước khi chia tay đi Mỹ trong đó có mối tình nhỏ của người bạn đó. Anh viết chuyện hợp tan để miêu tả chuyện ly hợp thường tình của cuộc đời. Bài hát viết cho người nam nhiều hơn là người nữ. Bảo Yến nhớ lại lần gặp gỡ đầu tiên của cô và nhạc sĩ Quốc Dũng ở đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Lúc ấy, tôi là ca sĩ, còn anh là biên tập, hòa âm phối khí. Để bày tỏ tình yêu dành cho tôi, anh viết tặng tôi ca khúc bài ca Tết cho em khiến tôi vô cùng cảm động. Nữ tâm sự, nữ ca sĩ uh, Tâm sự rằng bài ca Tết cho em rất nhiều lần tôi đã hát rồi, nhưng lần nào cô cũng cảm thấy rất vui và ấm áp trong lòng và cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn như lúc trái tim cô rung động trước lời tỏ tình của nhạc sĩ Quốc Dũng. Và cũng giống như bao cặp vợ chồng khác họ cũng có những lúc cãi nhau, hờn giận, ghen tuông, thậm chí cũng có lúc họ đã ly thân vì hiểu lầm. Sau tất cả, giờ thì Quốc Dũng và Bảo Yến đã về bên nhau trong một không gian của âm nhạc tình yêu và tình bạn với nhau. Quốc Dũng từng nói, cuộc đời còn những ân tình đời ông may mắn vì có nữ ca sĩ Bảo Yến kế bên. Trong chuyện tình yêu họp rồi tan, chuyện ba người bài ca Tết cho em phải nói thật sự rằng à, cuối cùng thì ông cũng đã tìm được một nửa của mình chính là nhạc sĩ nữ ca sĩ Bảo Yến thôi các bạn ha ừ. vâng cảm ơn à, tất cả quý vị đã cùng với mình à, chia sẻ à, chuyện tình của nhạc sĩ Quốc Dũng cùng nữ ca sĩ Bảo Yến và một lần nữa xin chia buồn cùng gia đình nhạc sĩ vì sự ra đi của ông như vậy là Việt Nam trong cái làng nghệ thuật âm nhạc là mất đi một cái đa, cái đề. Một người đã viết lên rất là nhiều bản tình ca trước và sau năm 1975. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Và một lần nữa xin cúi đầu như là sự chia buồn một nén hương lòng cùng chia sẻ với lại gia đình của nhạc sĩ Quốc Dũng.